Rõ ràng là nhìn vào sức mạnh của hai đội tuyển ở trong meta hiện tại thì chúng ta đánh giá cao hơn đội hình đến từ bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Họ vừa lựa cơm gắp mắm một cách tương đối hiệu quả mà lại vừa có một đội hình vẫn là rất khỏe và mạnh mẽ ở trong đoạn đầu của trận đấu. Trong khi đó thì với đội hình của đội tuyển Bốc Gaming, chúng ta đang lo ngại cho đội tuyển này với viễn cảnh đó là Tama với cái thủy thần của mình lại không thể phát huy được hoàn toàn tác dụng nếu như Terry không được bắn tiến. Điều đó đồng nghĩa với việc đoạn đầu trận đấu sẽ là một giai đoạn vô cùng quan trọng với Bốc Gaming, họ cần phải đánh hòa trở lên. Cú thủy thần đến từ vị trí của đó là Tama không có tốc biến. Còn trong khi đó Fizz không còn cho mình tốc biến nữa, sắp hồi thôi, chỉ có đầu TH dành cho bên phía hay của Bốc Gaming. Đen Tuấn băng vào hạng thêm khoa một mạng nữa, hai mạng cho mình Bốc Gaming rồi. Anis không còn nhiều máu, Anis đang tới từ bên hông, đang là trái đến từ băng, băng gỡ được một mạng, đó là mạng của Tama. Kuga càn vào với chiến thần mất đi cầu băng xương, nhưng mặt ra cầu băng xương không phải là một khoảng thời điểm thích hợp khi anh ta còn quá ít máu vào lúc này, và anh ta cũng đã phải lên bàn điểm số. Bóc Gaming trả lên hoàn toàn để bắn là khá đâu. Double kill cho Ani, quay ngược trở lại đến từ Bóc Gaming. Còn đây là một tình huống đẩy đến từ vị trí của Kuga, và Tama không kịp làm gì cả, không kịp làm gì cả, rộng thuộc về cho Adonis. Lúc này thì các vị trí của Bóc Gaming vẫn là phòng ngự rất tốt, họ có Ignis, họ có một Kred và Terry tại cánh dưới, nên vì vậy thì mọi thứ vẫn đang là phòng ngự tạm ổn. Wombo combo hỏa bạo Excalibur, sức mạnh dạng giữa trận của Sáng Tôm vừa được thể hiện quá khủng khiếp ở trong đoạn giữa trận. Tưởng rằng như với việc có cho mình Ignis và Kred mọi thứ sẽ dễ dàng phòng ngự hơn, nhưng vừa mới nói xong Tama tiếp tục bị khoa đẩy lần thứ hai và khiến cho mình trở thành tác nhân, khiến cho SKP gián tiếp có được hào hào C ra ở trong trận đấu này. Đây là pha thi đấu mà Adonis vừa có một nhịp compo, nhưng anh ta lùi về kiểu gì đây khi mà đó là khoa. Khoa có một tình huống thi đấu chưa phải là quá tốt, nhưng Adonis hết chiêu rồi, Adonis phải nằm lại. Cú thủy thần này là một cú thủy thần báo hiệu cho việc Bóc Gaming phải đánh, nếu không đối phương sẽ tràn vào và vỡ đê mất thôi. Nhưng Ani còn yếu máu quá, Tama cũng chỉ còn lại đổi cây máu thôi. Hai đường là khả thi, hai đường là khả thi, và thậm chí SKP có thể là muốn nhiều hơn hai đường hay họ lựa chọn giải pháp an toàn đây. Nhìn vào Bóc Gaming chỉ nhìn thấy lượng tiền của Hoàng Tây Điện đã là rất nhiều bàn, nhưng đây là một pha mà Fizz nằm lại và đây có thể là sơ của bên phía SKP. Một cú đẩy tốt đến từ vị trí của Khoa, Kuga băng vào, Hoàng Tây Điện bị loại bỏ khỏi giao tranh. Bóc Gaming chỉ còn lại 4 người, Kuga vẫn đang cản với chiến thần có nhịp xích thứ 3 hất tung được Ani lên. Ở phần còn lại thì đây đây Tuấn sau khi mất cầu băng xương cũng đã phải nằm lại, vẫn mất đường. Họ muốn end. Sài Gòn Phantom muốn tràn vào trong tình huống rồi khi mà Tama không có thủy thần đánh trụ đến từ Sài Gòn Phantom, và tỷ số được mở phút thứ 13. Mặc dù pha đánh ra là khá hay ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó thì Bốc Gaming bị yếu về làm, họ đã hết đi đam chủ lực rồi và lùi về đồng nghĩa với thất bại. Sài Gòn Phantom tiến vào và tỷ số được mở cho bóng ma Sài Thành. Cả hai bên đang đều có những cái sự lựa chọn khá bất ngờ vào lúc này. Sẽ là ván đấu tiếp theo, ván đấu thứ hai, cặp đối đầu giữa Bốc Gaming và Sài Gòn Phantom. Và đây là ván thua thứ 10 rồi, đây là ván đấu thứ 11 của Bốc Gaming. Hy vọng rằng họ sẽ chấm dứt được chuỗi thua. Còn với Sài Gòn Phantom vẫn là một sự tự tin khi sử dụng Enzo đi rừng đến từ vị trí của Lai Bông, và đó cú quật đầu tiên của Lai Bông. Chiến cơ đầu TH có đến sớm hay không đây? Hoàng TD nằm lại ngay, đó là sát thương cuối cùng đến từ Phoenix và chiến cơ đầu TH đến với cả Sài Gòn Phantom. Hoàng TD đã bắn liên tục. Tuy nhiên thì Tama phải nằm lại, trong khi đó thì Phoenix cũng phải nằm lại một đổi một. Lợi thế ở hang rồng đang thuộc về bên phía của đội tuyển Bốc Gaming và họ có được con rồng. Tama tiếp tục có một cú vỗ tốt vào giữa Fizz, nhưng phải dựng ra giống sinh mệnh để khép góc Fizz, không cho Fizz tràn lên. Một cú ảo hành trảm đến từ vị trí của Andy, tiếp tục là những cú đẩy dù liên tục khoa về đến từ vị trí của đó là Tama. Khoa không còn bất kỳ một chiêu thức nào nữa và khoa phải nằm lại mặc dù đã bật lên suy nhược. Thế đánh là sáng và khả năng chiến thắng của sáng rất này. Nhiều cú vỗ tuyệt vời, cú vỗ tuyệt vời từ Tama khiến cho Fizz bị cô lập khỏi băng và anh ta nằm lại rồi, tạo ra một sơ hở để cho Bóc Gaming có thể cướp đi con bùa của băng. Ảo hành trảm tới, cú chấp na này khiến cho Andy giật bóng về vẫn bị lật. Nhưng lại Tama Phoenix băng vào với bão đạn, Phoenix được bắn thoải mái. Bâng đã hạ được Ani thành công, không còn Murat nữa. Tama sau những cú đẩy, những cú du, anh ta đã phải nằm lại ngay với cú chấp đã thứ hai của Bâng, và hai mạng nằm lại vừa mới vui xong lại phải mếu từ Bóc Gaming rồi. Bâng còn băng xương, Bâng không outplay được khi đó là ba người. Trong khi đó thì đến từ Kuga tốc biến là đẹp và có được điểm hạ gục một đổi một. Một đổi một, Kuga kịp thời chạy lên và Hoàng Tây Đế cũng không kịp tận dụng cái nằm xuống của Bâng để lấy trụ, và anh ta có muốn cân ba, cân hai thì đúng hơn. Kuga có thất tinh kiếm trận, nhưng bật cầu băng xương khi lượng máu không còn là quá nhiều được. Kuga băng vào, Kuga vẫn còn cầu băng xương, Kuga hạ gục được Đê A Tuấn nhưng không thoát ra được khi mà vẫn còn Hoàng Tây Đế. Còn ở khu vực đường giữa thì SKP cũng đã giải quyết được Tama. Có thủy thần, có bão đạn, nhưng đây là bốn người, có lẽ là liều quá. Khoa sẽ khó mà đỡ được Đê A Tuấn chí theo Phoenix. Phoenix vẫn đang thả diều. Khoa bị giữ chân lại bởi hạt giống sinh mệnh. Khoa nằm lại, Fizz lúc này đã tới nhưng quá muộn. Ủa, Tama tốc biến vỗ nhưng bị ngắt một nhịp thiên nhiên vỗ về rồi. Anh ta bị đấm bởi Kuga và cú ngắt này có thể sẽ khiến cho Tama phải nằm lại. Cú đấm quá đầu. Admin băng vào từ bên hông.
đủ sát thương, hạ gục được Fizz thành công. Và Phoenix đang là người xanh nhất bản đồ với 6.100 tiền. Tuy nhiên bên phía bên kia thì Bốc Gaming mình vẫn chưa bị thua thiệt quá nhiều về lượng tiền. Con Seja nó đây, nó dành cho Bông. Sau đó là càn lên đánh đến từ Sài Gòn Phantom. Họ lấy được yếu máu hai thành viên của đối phương và cô lập được Tà Mã. Lấy được thêm một điểm hạ gục, thắng lợi hoàn toàn cho bóng ma Sài Thành. Cú tốc biến đến từ video Tà Mã. Tà Mã đã làm rất tốt rồi. Cô lập được Phoenix và bắt được Phoenix trong pha đấu vừa rồi. Hay. Tà Mã vẫn đang gồng. Tà Mã kìa, anh ta bị bọc vại bởi bốn người bên phía đối phương. Bốn người bao vây Tà Mã xung quanh toàn địch. Có lúc thành công cũng phải có khi thất bại, và lần này là một lần thất bại tương đối nặng. Pha đứng nó sẽ quá cao. Để mất đi luôn cả con xe ra bóng tối. Pha đứng lên quá cao để check sai và ở quá xa các đồng đội của mình đã khiến cho anh ta phải trả một cái giá rất đắt, và thêm một con xe ra nữa dành cho Sài Gòn Phantom. Và đây là lúc EKP giao tranh mà không cần tới Cuba. Chọc nã được một người, người được chọn là DA Tuấn. Băng lao vào nhưng Băng bị dồn đáp quá nhanh. Băng vẫn đang cố gắng băng vào vị trí DA Tuấn đã mất đi giáp hộ mệnh đến từ vị trí Băng. Ở phần còn lại thì Fizz đã phải mất lùi được. Băng nằm xuống. Băng là điểm cục bá đạo dành cho Adonis. Cú đá cây máu, Adonis tràn lên nhưng anh ta chỉ còn lại được cây máu mà thôi. Ani băng vào với ảo ảnh chạm cho Fizz mất đi tốc biến trên người, vẫn còn cơ cho Bắc Kế Bình. Vẫn muốn ăn, vẫn muốn ăn. Được nửa cây máu rồi. Đối phương không có rừng và 2-3 rồi. Kuga chào. Kuga đánh gục cái giáp hộ mệnh đến từ vị trí của nó là Adonis. Còn Seja vẫn còn máu nhưng Kuga phải nằm lại. Seja thuộc về Bốc Gaming mình. Băng vào đây A Tuấn tiếp tục lao vào. Anh ta lên giáp hộ mệnh. Anh ta cũng phải ăn đi hạ gục được đi với Phoenix. 3 điểm hạ gục. Và phải chăng là chiến thắng ngay lập tức ở trong tình huống này dành cho Bốc Gaming mình. Thắng nổi không, vẫn còn tới 3 cái trụ nữa. Không kịp cho EKP đến để chi viện cho Kuga. Và có thể là Khoa sẽ chậm trễ trong việc phòng ngự khi mà chỉ còn lại mình Khoa mà thôi. Khoa thủy thần buộc phải bật ra thủy thần. Nhưng đối phương đã qua tấm sinh bệnh. Đây là một đánh bốn. Khoa khá khỏe, mất hai giáp hộ mệnh rồi. Khoa quay ngược trở lại, nhưng anh ta chỉ biết nhìn nhà chính vỡ thôi. Một đều cho Bóng Kết Bình rồi. Xuất phát từ pha mở giao tranh của đội trưởng Lai Băng, nhưng Băng không quá khỏe đến như vậy. Bộ ba mà EKP lựa chọn giai đoạn 1 thực sự là rất mạnh. Bio, Ryoma, Liliana. Tôi thấy giai đoạn cấp độ 1 cũng ổn đấy. Bởi vì là có Ryoma, Badum, Violet, Lily thì đều ổn. Nếu Florentino như mà thực sự là muốn thì sáng tôi có thể thực hiện cấp rừng ngay trong đoạn đầu của trận đấu nếu như họ thực sự là tự tin. Và Tama đang giữ máu rồng. Anh ta giữ máu rồng nhưng lúc này thì bên người có được con rồng này và người xử lý nhanh đó là Adonis. Bóc Kế Bình vẫn muốn đánh vào khu vực bùa. Cú đấm từ Annie chỉ câu được cái băng xương của Kuga mà thôi, nhưng có thêm DA Tuấn nữa, vẫn là Kuga. Thoát đồ nổi hay không đây, không ăn nổi máu sau trụ. Và chứng đầu TH đến từ bên phía Bóc Kế Bình đã phải mất đi cái băng xương đến từ vị trí của đó là DA Tuấn. DA Tuấn tiếp tục múa. DA Tuấn vẫn còn trên bản đồ. DA Tuấn băng vào nhưng không đổi được mạng với Bằng. Thế trận lúc này Bóc Kế Bình đang chưa thua. Băng một cú chọc nã. Bằng mất đi cái băng xương. Sau cái cái băng xương này thì ta bị ăn đấm rất sâu, sau đó bị hạ gục bởi Adonis và lên bảng rồi. Đây là pha đấu mà Tama bị địa giam nhưng băng vào để đỡ đam thay, đó là vị trí của Đa Tuấn và anh ta hơi sâu rồi. 1-5 không là phương án hay cho pha đấu vừa rồi. Thực ra thì chúng ta có rất nhiều trang phục, nhưng đây cũng là một trang phục đang rất đẹp, nhưng lần này thì băng không bay được đi đâu cả. Sao cứ phải là đúng lúc tôi đang quảng cáo cho đội thứ nguyên về thuần nhỏ, đây không phải là một ví dụ hay. Một ví dụ cú đấm đến từ Annie tương đối chết chóc. Annie anh ta không thoát đi được. Kuga vẫn còn máu nhưng Bốc vẫn càn lên và họ đang lợi người. Ui, bắn gục đối phương là Adonis. Anh ta đang thắng hòa, còn Tama đang đuổi theo Khoa. Khoa địa giam được đối phương nhưng Khoa chạy được hay không đây? Quá. Trong cái đó cú bắn tiếp theo của đen thiếu đi một chút sát thương kìa. Đen đen quá Hoàng ơi, suýt thì Hằng Hoàng đã có hai cú bắn. Những trụ trụ đối tiếp nhau để hạ gục được hai chủ lực của đối phương rồi. Khoa chạy không nổi. Khoa chỉ có câu kéo thôi, hết sạch chiêu rồi và Khoa sẽ nằm lại. Đáng bị bắt vào, đó là Tama. Bắt đầu là một cú chóc nã. Tình huống tốc biến chóc nã đến từ Tama. Fizz chạy được không? Fizz vẫn chạy được. Lần thứ hai rồi. Thì lết về được trong pha thiếu này. Quá đỏ đến từ Fizz. Trong một ngày phong độ thi đấu anh ta là không cao, cắm hai cái ứng chạm chồng lên nhau. Bởi vì hai pha thiếu đó thì không thể nói là Fizz hay quá nên là thoát lui đi được. Mà thay vào đó phải nói rằng là đối phương hơi đen. Và ngay lúc này đây thì sau Nakroth thú nguyên vệ thần, sau được mang với Fizz. Một pha đồng quy vu tận đến từ cả hai thành viên. Đúng là đồng quy vu tận thật. Cú băng vào đến từ vị trí của chấp nã đến từ Tama. Đánh rồi. Nick không quá đẹp. Nhưng người bị giữ chân lại đó là Khoa. Khoa để địa giam không chưa ai cả. DA Tuấn chống chịu không thực sự là quá nhiều. DA Tuấn lên bản đếm số rồi. Nhưng Tama đang tới. Tama xích được Phoenix. Phoenix vẫn lộn được. Tama sẽ là người phải trả giá. Nhưng ở đằng sau, Adonis bắn hết với Elando. Vẫn còn đi đầy băng. Double kill cho Adonis. Chỉ còn lại mình băng mà thôi. Băng không băng. Băng chúng phải cú đấm chân không. Triple kill cho Adonis. Hoàng đang đẩy. Hoàng đang đẩy. Và kể cả băng có thoát đi được thì Hoàng cũng đẩy.
bay đến nhà chính rồi. Nhiệm vụ là không cho băng về. Và băng không về được. Cú đấm lên từ Annie. Hoàng đẩy đến nhà rồi. Tỷ số là 2-1 cho Bốc Gaming. Hoàng Tân Đê tiền rất gần tới nhà chính của bên phía Sài Gòn Phantom. Và họ đã vươn lên dẫn trước. Nhưng mà mặt Sài Thành trong trận thi đấu hôm nay, Tama mặc dù phải nằm lại nhưng anh ta làm hết rồi. Chủ lực thứ hai bị kéo ngược trở lại đến từ Tama. Và đó là Phoenix. Thêm một lần nữa thì Phoenix bị kéo ngược trở lại bởi cú kéo chọc nã đến từ Tama. Và khi mà anh ta phải nằm lại thì cũng là lúc mà di sản mà anh ta để lại là quá nhiều. Bốc Gaming thắng lợi hoàn toàn trong pha giao tranh vừa rồi. Có lẽ sau chiến thắng vừa qua thì Bốc Gaming tương đối tự tin. Và đó là lý do tại sao mà họ lựa chọn đội hình lết đến như thế này. Còn trong khi đó thì Adonis đã đứng đây chờ sẵn anh ta nhảy bốn rất đúng thời điểm. Đã có người mình quyết hay chưa đây? Bây giờ mới có người mình quyết, đối phương vào với bao phi tiêu nhưng bị ngắt mất bao phi tiêu rất nhanh đến từ vị trí của Phoenix. Và có thể anh ta sẽ wow, tiếp cả băng nữa, chiến cơ đầu TH và thậm chí là hai mạng nuôi cho Nacros được hai mạng ở khoảng thời điểm đầu. Chính xác hơn thì chiến cơ đầu TH thuộc về bên phía sáng tôm. Hoàng lộ vị trí, Hoàng lộ vị trí rồi. Hoàng sơ suất mất đi lò xo cơ khí. Nhảy hay quá. Bâng đứng ở góc mà anh ta đã đoán trước được vị trí khoảng cách Hoàng Tê sẽ lướt về. Và cú nhảy cũng là rất đẹp. Qua đó thì đẩy cho Annie phải xuống cánh dưới ở trong pha điều này. Ở cánh trên thì Sài Gòn Phantom lại tiếp tục gọi người. Và lại là con Seja Sài Gòn Phantom đang rất hay trong giai đoạn khoảng ít phút vừa qua. Ở đây là cú giáo tốt đến từ Hoàng Tê đang thả diều lại bâng. Đang thả diều lại bâng. Tốc biến anh ta muốn solo kill nhưng không được. Hết chiều rồi. Và tốc biến đến từ hiệu Fix đổi mạng thành công anh Trang ơi. Đúng là như vậy. Một pha tốc biến đổi mạng và xử lý nhanh đến từ vị trí Fix. Họ vẫn đang có một chênh lệch so với đối phương nhưng vẫn chưa phải là an toàn. Đây là cú băng xương và đó là out. Oh. Những thành viên trẻ của Bốc Gaming đang lên đồng ở trong ngày hôm nay. Khi mà mọi thứ đang dầu sôi lửa bỏng với SGP như thế này thì các bạn cần phải biết rằng là chỉ có một ngày để sở hữu FMVP quán quân thôi, vài tiếng nữa thôi. Còn trong khi đó thì SGP đang muốn có được sự cấp sớm. Hết lính rồi. Dea Tuấn ra. Ở băng kẹt rồi. Băng bị mắc kẹt. Băng có 3 nhịp lướt nhưng Dea Tuấn bật long kiếm lên lướt theo 3 nhịp nhưng không đuổi được. Băng chạy rất nhanh. Dea Tuấn có giao tranh. Ôi, tốc biến chân được Kuga và rồng. Con rồng thuộc về Adonis, cánh đầy lẻ, băng đang đầy lẻ nhưng Khoa chưa quẹt được vào người của đối phương. Khoa không có được phương hướng cho lắm. Băng đang đầy lẻ, có thể có đường nhưng sẽ tốt mất hai người. Băng đang muốn làm được nhiều hơn. Băng sẽ lui về với thần vực thôi, một đường sơ cấp là đủ rồi. Và Kuga vẫn đang cho thấy sự tinh quái của mình. Anh ta đang gọi người tới. Tốc độ ăn Seja không phải là quá nhanh. Kuga xích được một người, đó là Dea Tuấn. Dea Tuấn buộc phải bấm long kiếm. Thêm cả sự góp mặt đến từ Nacros nhưng Hoàng Tân Đê bắn hạ được Rui rồi. Fit là người nằm lại. Khoa đang dí bá vương trả theo Annie. Annie sẽ nằm xuống. Còn trong khi đó thì Hoàng Tân Đê cũng đã bị băng hạ gục. Sáng Tôm thắng rồi. Tama là người còn sót lại duy nhất trong pha giao tranh này. Và Tama đang quá đơn độc vào lúc này, dính phải bá vương trả đến từ Khoa. Đối phương có đến 4 người cơ, có thể sớm phát quét sạch sớm từ bên phía của SKP. Có thể end game luôn. Và đó sẽ là hai đều dành cho Sáng Tôm với pha thắng lợi giao tranh hoàn toàn. Sài Gòn Phan Tôm đã nóng và sẽ có ván 5 trong trận thi đấu này. Mọi thứ được giải quyết chỉ một pha giao tranh. Bất cứ ván thi đấu nào có Nacros trong ngày thi đấu hôm nay đều phải hứng chịu một trận thua. Chiến thắng đã có dành cho Sài Gòn Phantom khi mà thế trận đang trở nên khó đoán hơn thì chỉ một pha giao tranh. Sài Gòn Phantom thắng toàn diện và nó có công khá lớn đến từ pha núp bụi vừa rồi đến từ vị trí của Kuga. Xét về bể tướng thì Sài Gòn Phantom vẫn lực hơn ở trong trận thiếu này. Nhưng xét về chất tướng thì cả hai bên đều đánh được. Khi mà Bốc Gaming cũng đã có sự bổ sung vào 2 AT. Nếu như Bốc làm thực sự tốt ở trong đoạn đầu ở trận đấu, khiến cho trận đấu không nghiêng về bên phía của Sài Gòn Phantom, thì họ vẫn có thể khiến cho Charlotte gặp một kèo khó khi sẽ phải đi đường với 2 AT ở trong đoạn nửa sau của trận đấu. Trong khi đó thì với Sài Gòn Phantom, việc cướp rừng cũng sẽ là một mục tiêu họ cần phải hướng tới ở trong trận đấu này. Cả hai bên đều muốn giao tranh, cả hai bên đều muốn giao tranh bóc gọi cả năm. SKP cũng là như vậy. Đã là cú băng vào đến bên phía của Phoenix, anh ta găm được bom lên đầu của Adonis. Đang là một cú băng vào từ bão phi tiêu của Hoàng TD chắc đây. Chứ còn đồng TH thuộc về cho Hoàng TD rồi. Nhưng rồng lại đang trong tầm tay của SGP. Và như vậy thì mỗi bên có một mục tiêu họ cần. Thì có vẻ như là con rồng là thứ mà SGP muốn hơn. Đã có được Seja và qua đó thì tiền là kết như là Tama. Tama thêm một cú tốc biến hay nữa đến từ Tama. Và lần này thì Fit không còn gì để chơi cả. Thậm chí không tốc biến luôn để giữ lại tốc biến cho mình. Bá phi tiêu có dướn hay không đây? Bá phi tiêu hơi dướn của Hoàng TD nhưng nó cũng cấu được một lượng máu lớn của Khoa trong tình huống tiêu vừa rồi. Ở đường trên thì Kuga phải nằm lại với một tình huống 2-1. Còn đây là con rồng chỉ còn lại nửa cây máu từ bên phía của đó là Adonis. Ngày hôm nay là một ngày phải nói rằng là cực kỳ uy tín đến từ khả năng dứt điểm mục tiêu lớn của Adonis. Và lúc này đây là 3-3 tại tuyến dưới. Quả bạo ném xuống từ Annie.
đến từ bên hông, đó là Bâng. Mã phi tiêu từ Hoàng TD vừa được mất đi nhưng lượng máu từ Bâng mất đi lại nhiều hơn. Còn trong khi đó không thể nào muốn được thêm một nhịp nào nữa, và Kuga lên bản đếm số rồi. Tốc biến mang lên từ Annie, gì thế được, đó là Phoenix. Ôi! Phoenix không thể đổi được mạng với Annie khi Annie vẫn còn có băng xương, và Phoenix lên được về, may mắn cho anh ta. Cú đấm trên tay được nã ra, Phoenix không còn nhiều máu, mất đi có băng xương trên người của Phoenix, mất cả tốc biến. Bọc kia mình có quá nhiều công cụ để thả diều, họ toàn là sát thương từ xa mà thôi, và họ là sát thương dồn rất khỏe. Và nên nhớ rằng ở trong một thế trận thua thế này thì Charlotte cũng rất yếu, bởi đối trọng của Charlotte của Kuga sẽ là hai AT của Hoàng TD, một mờ gan gà tương đối đồng. Nhưng đây là phát hướng mà một chút sai lầm đến từ Bốc Gaming mình, khi mà họ cần phải lấy được càng nhiều đường càng tốt. Đó là con Phoenix, đó là con Phoenix, thì đó là đã từng mắc sai lầm với con Phoenix. Có cần đến Adonis hay không đây? Họ không cần, bởi vẫn còn một xạ thủ tay dài khác, đó là Hoàng TD, và đó sẽ là đường sơ cấp đầu tiên tại tuyến trên dành cho bên phía của Box Gaming. Nếu như pha này còn Adonis thì họ sẽ hy vọng vào 2 đến 3 đường. Nhưng khi không còn Adonis, Hoàng quá liều. Anh ta cần 5 nhưng di sản để lại có đang cần tới Hoàng hay không? 4 đánh 5. Sài Gòn Phantom đã lấy được một mạng nhưng Box Gaming cũng đã đổi lại được một mạng. Tama khá trâu, Tama chiêu cuối nhưng Khoa gồng lên và né đi được trong tình huống thiếu vừa rồi. Họ bắt đầu ép vào và trụ tiếp theo được mở ra. Thậm chí là mạng của Fit chăng chưa? Chưa phải là mạng của Fit nhưng đã có trụ. Sẽ đang tiến vào cánh rồng. Hơi ít máu đến từ Bốc Game mình. Ba đường thì gần như là chấm hết với cả bên phía SKP. Bắt đầu đánh vào trụ còn 3.000 máu. Nhưng Hoàng bị hủy diệt vào đội. Anh lên tiếng đánh ngược trở ra đến từ Sài Gòn Phantom. Áp lên đến từ video Khoa. Bên phía của Bốc Game mình đang vừa đánh vừa lui. Họ hạ gục được Kuga. Tama cũng sẽ phải nằm lại, Tama cũng sẽ phải nằm lại. Bâng đã tìm tới được sơ hở khi Hoàng TD quá đơn độc tại tuyến sau. Như vậy chưa phải là ba đường. Rất may cho Sài Gòn Phantom đang có Seja xuất hiện ở cánh đường rồng, ở cánh mà họ có thể tựa vào được, họ có thể vừa bảo Tama vệ và họ vừa có thể giao tranh được. Còn trong khi đó Tama mất đi rất nhiều máu, Tama dính với tam giác quỷ, Tama lên bản đến số ngay. Ở phần đằng sau là phùng dịch quỷ của Dea Tuấn dí theo được vị trí Phoenix. Phoenix tông biến qua bên kia bờ đá bắn theo vị trí Dea Tuấn. Dea Tuấn dí vào vẫn còn nhắm thôi, chứ Dea Tuấn, nhưng Dea Tuấn không thể đổi được bạn Phoenix rồi. Ba đường, ba đường này Hoàng TD tuyến sau, ba đường xả đam đang là đẩy ba đường từ Adonis. Câu kéo được khá nhiều thời gian, ba đường rồi. Sẽ ra kịp, Bâng ra chưa ra, Bâng chưa ra và Adonis có sẽ ra bao chúa rồi. Lính là quá cao tại tuyến trên nên Bâng chạy ra không kịp. Tràn lên đánh đến từ Sài Gòn Phantom, Kuga băng vào, ba phi tiêu của Hoàng TD đang là cố gắng cô quay từ lại Bâng, chuyển sang cho mình băng hay. Bâng ngà cũng được một người, nhưng Bâng hết sức chưa, Bâng hết sức rồi. Một đổi một và vẫn tiến lên từ Bâng về mình. Vẫn còn. Nhưng Seja là quá nhiều, Seja là quá nhiều. 4 đánh 4, bắt vào là Tama, đẩy được một người là Phoenix, họ đang tràn vào. Nhưng Tama liệu mà có vào hơi sớm hay không đây, Tama. Hoàng TD hạ được Phoenix thành công rồi, Kuga. Vẫn còn sát. Hạ gục được thêm. Nhà để Tuấn nắm lại. Hoàng TD bắn hạ được hết, quét sạch. Dành cho bên phía của Bốc Game mình. Đại địa chấn không phải là chiêu cuối của Khoa, của Toro, mà đó là cơn địa chấn mà Bốc Game mình dành tặng cho Sài Gòn phát tổ chống ngày hôm nay. Tự nhiên anh Huy bảo không phải làm tôi thấy nó cũng hơi bối rối. Chính xác, đó là đại địa chấn cho Bốc Game mình, chứ không phải là Khoa của Sài Gòn phát tổ. Trước trận đấu này thì anh có nghĩ là mình sẽ thắng được Sài Gòn Phantom không? Trước trận đấu thì nghĩ là không. Có mỗi Oppa là nghĩ là thắng, Oppa có hôm nay có tiềm tin chiến thắng. Nhưng mà cho em hỏi là anh Oppa là trận nào ảnh cũng có niềm tin chiến thắng, hay là chỉ trận này ảnh mới có niềm tin chiến thắng thôi? Chỉ trận này thôi, sáng Oppa bảo hôm nay có cảm giác chiến thắng nên thắng luôn thì sao? Mình cũng tâm linh quá anh ha. Ace Cup. Fate for your mistakes. Ace Cup. Mì Hào Hào, hương vị lẩu kim chi Hàn Quốc, cay dịu, chua thanh, vị ngon chứ danh. Hào Hào kim chi, cay dịu chua thanh, vị ngon chứ danh. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Tỏa sức đam mê với skateboard, hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. Tehetu Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn kèm thực chất.